lễ hội khiêu vũ Awa Dance, một lễ hội mùa hè lớn nhất ở Nhật Bản, thu hút hàng triệu người tham gia. Hương vị tự nhiên và sự tinh tế làm nên sức hấp dẫn cho ẩm thực Nhật Bản. Đó là những nội dung sẽ có trong chương trình Nhật Bản đồng hành hôm nay. Ngọc Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các khán giả thân thiết của chương trình Nhật Bản đồng hành. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến những câu chuyện hấp dẫn về đất nước mặt trời mọc để quý vị có thể hiểu thêm về truyền thống và văn hóa của quốc gia này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản, một trong những yếu tố tạo nên nét đặc sắc của đất nước mặt trời mọc. Nhưng trước hết, xin mời quý vị hãy cùng hòa mình vào không khí sôi động của vũ điệu mùa hè tại tỉnh Tokushima với điệu múa truyền thống Awa. Một trong những lễ hội mùa hè lớn nhất tại Nhật Bản, lễ hội khiêu vũ Awa Dance được tổ chức tại tỉnh Tokushima thuộc vùng Shikoku. Không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, thu hút khoảng 1,2 triệu người đến tham gia tại tỉnh Tokushima. Lễ hội Awa Dance bắt đầu xuất hiện từ thời Edo khoảng 400 năm trước. Vào ngày 12 tháng 8 năm nay, lễ hội đã diễn ra trong 4 ngày trên tuyến đường trung tâm của thành phố. Các nhóm khiêu vũ nhỏ gọi là Ren, mỗi nhóm xếp thành từng ô và nhảy múa liên tục. Nhóm của chúng tôi gồm 92 người, họ đã tập luyện trong suốt 365 ngày chỉ để chuẩn bị cho lễ hội mùa hè kéo dài 4 ngày. Mỗi nhóm khiêu vũ đều có nét đặc trưng riêng của mình. Nhóm khiêu vũ chung, nhóm khiêu vũ của công ty, nhóm khiêu vũ của học sinh, nhóm khiêu vũ ngẫu hứng. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia. Thật tuyệt vời, tôi rất thích lễ hội này. Mọi người tập trung trên các con phố, vui đùa và nhảy múa cùng nhau. Ai ai cũng vô tư nô đùa, vui chơi, thỏa thích. Đó là điều quan trọng nhất. Nhóm những người ngoại quốc này chính là các giáo viên tiếng Anh vừa đặt chân đến Nhật Bản trong năm nay. Và tất nhiên, đây là trải nghiệm đầu tiên của họ. Lễ hội này thật tuyệt vời, bầu không khí thật hào hứng sôi nổi, tất cả mọi người đều nhiệt tình và hăng hái tham gia. Chủ tịch của Hiệp hội đã có 54 năm kinh nghiệm tổ chức lễ hội Awa Dance. Tiết tấu của lễ hội khiêu vũ Awa Odori là nhịp đôi nên mọi người đều có thể làm quen. Tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến thăm tỉnh Tokushima để tham dự lễ hội Awa Dance và phổ biến nó ra toàn thế giới. Sau 3 tiếng diễn ra lễ hội, cả thị trấn ngập tràn trong không khí vui tươi nồng nhiệt của những điệu múa. Không khí của lễ hội Awa Dance không chỉ sôi động trên các sân khấu mà đã lan ra khắp mọi nẻo đường. Vượt qua rào cản của giới tính, dân tộc, vùng miền, lễ hội truyền thống Awa Dance đón nhận sự ủng hộ của tất cả mọi người và kéo dài cho đến tận nửa đêm của ngày cuối cùng. Cũng giống như nhiều các quốc gia khác tại châu Á, người Nhật luôn coi trọng các giá trị truyền thống và những nét bản sắc của dân tộc mình. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các lễ hội hay các vũ điệu như thế này vẫn tồn tại hàng trăm năm nay. Bên cạnh đó, văn hóa ẩm thực của Nhật Bản cũng là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên các giá trị truyền thống tại quốc gia này. Vậy văn hóa ẩm thực của Nhật Bản phong phú và đặc sắc như thế nào? Vị khách mời trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về điều đó. Xin được giới thiệu Tiến sĩ Hoàng Minh Lợi, một chuyên gia nghiên cứu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản, đến từ Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Thưa Tiến sĩ Lợi, văn hóa ẩm thực của Nhật Bản được biết đến với những món ăn truyền thống và nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Vậy những yếu tố nào đã tạo ra sự đa dạng và độc đáo đó cho ẩm thực Nhật Bản ạ? Đúng là người Nhật hầu như là rất ít sử dụng gia vị trong các chế biến món ăn. Tại sao lại như vậy? Theo cách lý giải và cách hiểu của người Nhật, bất cứ ai cũng có thể giải thích được. Đó là trong ẩm thực Nhật Bản, người Nhật không đặt nặng vấn đề gia vị mà lại sử dụng ít gia vị. Bởi lẽ người ta cho rằng nguyên liệu và chế biến món ăn phải đạt được sự tinh tế cũng như độ ngon của đồ ăn nằm ở chính mùi vị nguyên thủy của nguyên liệu đó. Và chính vì vậy mà người ta ít sử dụng gia vị. Có lẽ một trong những điều dễ nhận thấy nhất trong khẩu vị của người Nhật đó là về mặt gia vị của họ bao giờ cũng là thể hiện là rất hài hòa. Không có gì là quá cả, không mặn quá, không ngọt quá, không đắng quá. Tất cả đều là sự hài hòa. Một trong những nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản đó là thành phần thịt không nhiều và chủ yếu là đồ hải sản. Và một nét nữa
và chúng ta cần phải lưu ý đến là đó là sự tinh tế trong ẩm thực Nhật Bản, trong cách trình bày cũng như thưởng thức món ăn đó của Nhật Bản. Theo tôi biết, khi chế biến các món ăn của Nhật Bản thì thường sẽ tuân theo nguyên tắc là tam ngũ, là ngũ vị, ngũ sắc và ngũ pháp. Vậy thì nguyên tắc này thường được thể hiện cụ thể qua các món ăn như thế nào? Đây là một nét độc đáo trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản, ở một nền ẩm thực được tuân thủ theo những quy tắc và nguyên tắc nhất định. Tam ngũ ở đây chúng ta hiểu theo tam ngũ, một là ngũ vị, ngũ sắc và ngũ pháp. Ngũ vị cay, chua, đắng, ngọt, mặn. Ngũ sắc đó là trắng, đỏ, vàng, xanh, đen. Và ngũ pháp đó là để sống, ninh, nướng, chiên và hấp. Đấy là điều cơ bản. Nguyên tắc này không áp dụng cho từng món ăn lẻ, mà sự hài hòa trong tam ngũ này nó thể hiện ở sự tổng hòa trong một bữa ăn nhiều món ăn của Nhật Bản để kết hợp với sự hài hòa đó. Có thể nói là các món ăn của Nhật Bản thì thường được làm bởi những nguyên liệu rất gần gũi với chúng ta. Tuy nhiên thì chính sự tinh tế và khéo léo của người Nhật đã tạo nên hàng trăm món ăn với những hương vị khác nhau, mang bản sắc riêng của đất nước mặt trời mọc, phải không ạ? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một phóng sự để tìm hiểu về một món ăn được giới thiệu trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản ANA, đó là món Gyoba. Tại tỉnh Shiga thuộc vùng Kansai của Nhật Bản, hãng hàng không All Nippon Airways đã mở một cuộc họp báo giới thiệu về dự án mang tên Hương vị Nhật Bản. Trong dự án này, hãng hàng không All Nippon Airways luôn cố gắng mang những món ăn mang đậm nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền ở Nhật Bản để giới thiệu đến các du khách trong và ngoài nước. Lần này, họ hướng đến một món ăn làm từ đậu nành được gọi là Hiei Yuba của công ty Yubahachi. Một trong những món ăn quê hương phổ biến của người Nhật đó là các món làm từ đậu nành. Nhưng phổ biến nhất chính là món váng đậu Gyoba ở vùng Kansai. Vì thế, chúng tôi đã chọn Gyoba làm chủ đề để giới thiệu. Đây là ngọn núi Hiei linh thiêng. Ngôi đền Hiei-san Eriakuji nằm trên đỉnh núi Hiei là một trong những di sản văn hóa của thế giới được UNESCO công nhận. 1.200 năm trước, tu sĩ Saicho, người mà sau này được phong tước hiệu bậc tôn sư Hoàng Dương Chánh Pháp, đã xây dựng một tu viện để truyền dạy Phật giáo tại đây. Đền Hiei-san Eriakuji là nơi khai sinh ra món váng đậu Gyoba ở Nhật Bản. Chúng tôi đặt tên cho công ty là Hiei Gyoba dựa theo tên của ngôi đền. Điều gì khiến cho Hiei Gyoba trở nên đặc biệt? Thương hiệu này được tạo nên từ 4 yếu tố, được truyền lại qua từng thế hệ làm việc tại công ty chúng tôi, đó là đậu ngon, nước, niềm đam mê và kỹ năng. Chỉ khi hội tụ đầy đủ những yếu tố này mới có thể cho ra đời loại váng đậu Gyoba ngon tuyệt hảo. Váng đậu Gyoba là một món ăn dân dã được làm từ những hạt đậu nành và nước. Chính vì nó rất đơn giản nên chất lượng của các nguyên liệu là chìa khóa để làm nên hương vị cho món ăn. Gần đây, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến lợi ích sức khỏe của các sản phẩm làm từ đậu. Chúng tôi vẫn giữ được nét truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới món ăn để ngày càng có nhiều người biết đến và thưởng thức váng đậu Gyoba một cách đa dạng. Tiềm năng phát triển của món Gyoba không chỉ dừng lại trong nền ẩm thực của Nhật Bản, nó còn được chế biến rất đa dạng để góp mặt trong các món khai vị và tráng miệng của phương Tây. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ được thưởng thức hương vị tinh tế của món Gyoba. Điểm đặc trưng của váng đậu Gyoba là nó không những không kỵ các loại nguyên liệu khác mà còn giúp hương vị của chúng trở nên tao nhã. Tôi luôn muốn đưa Gyoba trở thành món ăn phổ biến trên toàn thế giới. Mơ ước lớn nhất của tôi là khiến cho mọi người cảm thấy không thể thiếu váng đậu Gyoba trong mỗi bữa ăn của mình. Là một món ăn được hãng hàng không quốc gia Nhật Bản giới thiệu trên các chuyến bay của mình, vậy hẳn là món Gyoba cũng có điểm gì đặc biệt chứ ạ? Cái điểm đặc biệt của món Gyoba này chính nằm ở sự giản dị của món ăn này. Quả thật như vậy, khi nhìn vào món Gyoba, chúng ta thấy những nét đặc biệt ở đây nằm ở chính hình dáng, màu sắc của món ăn này. Ngoài yếu tố hình dáng, trông có vẻ không bắt mắt lắm, nhưng cũng rất ấn tượng bởi chính sự giản dị của món ăn này. Và đấy là một trong yếu tố, theo chúng tôi nghĩ, đó là một yếu tố mà người Nhật Bản chọn. Và một yếu tố nữa mà người Nhật Bản chọn món Gyoba này, đó là món ăn mang tính phổ biến đối với nền ẩm thực Nhật Bản. Đến với ẩm thực Nhật Bản mà không đề cập đến món Gyoba quả thật là một thiếu sót với bất cứ ai, trong đó có tôi. Vâng, có thể nói là có những món ăn thì nó tạo nên tinh hoa, không phải là ở sự xa hoa hay cầu kỳ mà chính bởi sự giản dị của nó, phải không ạ? Vậy thì là một chuyên gia nghiên cứu rất nhiều về ẩm thực Nhật Bản, chắc hẳn là ông đã từng dùng thử món Gyoba, vậy thì ông cảm thấy món ăn này như thế nào? Điều cảm nhận đầu tiên của tôi về đối với món Gyoba đó là không ngờ một món
tưởng như giản dị như vậy lại độc đáo và lại hấp dẫn đến như vậy. Tôi có thể nói rằng là hầu như trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản liên quan đến rất nhiều món ăn thì Uyuba là một trong những món ăn mà bất cứ người nào cũng không thể né tránh được, mà chắc chắn phải thưởng thức món ăn này. Và tôi là một trong số người may mắn như vậy. Như Ngọc Trâm được biết thì nguyên liệu chính để tạo nên món Uyuba là đậu nành. Vậy món Uyuba này thì được chế biến như thế nào mà lại tạo nên sự độc đáo như vậy? Uyuba thực ra không có gì xa lạ với người Việt Nam chúng ta cả. Bởi lẽ đây chính là món mà chúng ta gọi là váng đậu. Mà váng đậu với Uyuba thực ra đó là một món thôi, một món ăn sản phẩm của đậu nành mà đều có những nét tương đồng với nhau. Vậy thì điều gì hấp dẫn đến Uyuba như vậy? Có lẽ chính nằm ở trong bản thân của món ăn này. Khi mà thưởng thức Uyuba, người thưởng thức bao giờ cũng cảm nhận được điều trông thì giản dị vậy thôi, nhưng khi thưởng thức chắc chắn là hấp dẫn. Bởi lẽ nó nằm ở chính mùi vị của món ăn này. Về mặt hình thức tuy đơn giản nhưng mà khi thưởng thức chúng ta sẽ gợi lên trong con người chúng ta một nét rất độc đáo, đó là mùi vị của Uyuba trở nên rất là khó tả. Đó là béo, ngậy và lưu mãi trong khi thưởng thức món ăn này. Uyuba có hai loại, một là Uyuba sống và hai là Uyuba sấy hoặc phơi khô. Món Uyuba sống này có thể chỉ cần rất đơn giản, chỉ cần Uyuba sống kết hợp với một loại gia vị nào đó và nước chấm nào đó, chẳng hạn như với xì dầu chẳng hạn, đã trở thành một món ăn rất hấp dẫn rồi. Và cách thưởng thức thứ hai đó là Uyuba kết hợp với các món xào, nấu, ninh, hấp và đều, tuyệt vời cả. Đấy là cách chế biến phổ biến của người Nhật hiện nay đối với món Uyuba này. Vậy thì tại Việt Nam thì chúng ta có thể thưởng thức món Uyuba này ở đâu theo đúng cách của người Nhật ạ? Trong quá trình hội nhập quốc tế như ngày hôm nay, chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam của chúng ta đã phát triển rất nhanh. Và trong quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam, văn hóa xã hội Việt Nam như vậy, thì sự du nhập văn hóa của nước ngoài là tất yếu. Trong đó có văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Và trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản thì có rất nhiều món ăn. Và những ấn tượng đối với tôi trong số đó, đó chính là Uyuba. Mà Uyuba ở Hà Nội bây giờ, tôi không nói một cụ thể một nhà hàng nào, nhưng đã từng thưởng thức thì rõ ràng trong quá trình hội nhập này ở riêng Hà Nội thôi, chúng tôi đã từng biết đấy, có hàng trăm nhà hàng Nhật Bản. Vậy thì với bất cứ vị khách nào muốn thưởng thức và muốn tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, hãy đến bất cứ nhà hàng nào của Nhật Bản tại Hà Nội, chúng ta sẽ được thưởng thức món ăn rất là thú vị, đó là món Uyuba trong nền văn hóa của Nhật Bản. Có thể nói mỗi món ăn của Nhật Bản đều để lại những ấn tượng khó quên đối với thực khách, và chính những món ăn đó đã thể hiện cốt cách cũng như là truyền thống văn hóa, lịch sử của đất nước Nhật Bản. Xin cảm ơn tiến sĩ về những chia sẻ rất thú vị về ẩm thực Nhật Bản ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Chương trình Nhật Bản đồng hành của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.